Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ngụy Thị Thúy, liên đội trưởng liên đội trường trung học cơ sở Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Liên đội mình nhiều năm liền được công nhận là liên đội vững mạnh xuất sắc với bề dày thành tích hơn 60 năm hình thành và phát triển, với gần 300 bạn đội viên ưu tú tích cực hăng hái tham gia vào các hoạt động của đội, hưởng ứng cuộc vận động Tuổi Trẻ Việt Nam đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái với quy định của pháp luật trên mạng xã hội với nhiều cách khác nhau. Và hôm nay, liên đội chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn một điệu dân vũ với tựa đề Đừng Share Tin Giả, cũng là để tham gia một cách tích cực vào phong trào lần này. Xin mời quý vị cùng đón xem và xin trân trọng cảm ơn. Ôi rồi ôi, mới sớm ra Face Zalo hay là trên TikTok, đau hết đầu mà nhức hết óc, bởi những cái tin xàm xí ở đâu ra. Xung quanh ta thanh niên hay người già luôn đăng tin một cách vô tội vạ, khắp cộng đồng là tin fake bùa vây. Mọi người ơi, mỗi chúng ta nên nâng cao chọn xe tin tức, không vội vàng tay nhanh hơn mắt, để mọi chuyện phút môn đi xa, không câu like câu chuyện làm quà. Tôi vui thôi đừng vui quá đà, không lại lên phường nước trẻ đó nhà. Thế nên bây giờ thế nào chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng. Ok ok, share những tin lành, report tin xàm, góp sức đồng lòng mạng xã hội văn minh. Dừng xe bậy nha anh chị ơi, dừng lại thôi, dừng lại đi, vì ta nào hay mỗi một tin fake được share nguy hiểm lắm. Lại lên phường nước trẻ đó nhà thế.